Yo yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với series video giải đố của phiên bản. Đây là video về cái chuỗi nhiệm vụ rất quan trọng của phiên bản 3.6. Đầu tiên thì mình cũng xin được nói rằng là để mà làm đến 3.6 này thì anh em đã trải qua rất nhiều phiên bản và rất nhiều giải đố rồi đúng không? Anh em cũng đã có cho mình những cái kiến thức nhất định về việc chơi game cũng như giải đố của Genshin rồi. Thành ra là những cái mà nó quá dễ thì mình nghĩ là mình sẽ có thể xin phép tóm tắt cho cái video nó được ngắn gọn nhá. Ở cái phần đầu của video thì mình cũng xin được tóm tắt luôn bởi vì nó chỉ mang tính chất đưa anh em đi mở map thôi ấy. Ok. Vậy thì mình xin phép được bắt đầu nha. Vâng, và sau khi nhận được ủy thác của Catherine thì chúng ta sẽ đi theo quét nó như kiểu là các cái phiên bản trước thôi. Và mình thấy mình hơi bị cầm đèn chạy trước ô tô anh ạ. Đó là cái quét này nó sẽ cho chúng ta đi khám phá tất cả những cái điểm dịch chuyển rồi thất thiết thần tượng của cái map này. Mình đã chạy đi phượt trước đó rồi. Bây giờ thì mình có thể dùng các điểm dịch chuyển đã mở trước đó để đi đến những cái vị trí khác. Nhưng mà theo mình thấy thì nếu như là làm quét ngay từ đầu khi vào game thì sẽ hay hơn. Vâng, nó sẽ bắt anh em đi tìm các NPC, trò chuyện các kiểu, rồi sau đó thì nó sẽ hiện ra con pet Soros như thế này. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu anh em đi theo con pet này và đơn giản chỉ là anh em spam V với cả spam T lên sẽ giải quyết được tất cả những cái yêu cầu trong cái giai đoạn 1 này. Rất đơn giản thôi. Trên đường đi theo con pet thì sẽ có những cái hướng dẫn giải đố như thế này. Nó là cái con tiên linh màu xanh xanh ấy, anh em chỉ cần chạm vào cái con tiên linh đó, anh em đi theo nó là nó sẽ mở cửa cho anh em thôi, rất đơn giản. Rồi đơn giản là anh em chỉ cần đi theo quét thôi, mình tua nhá. Bởi vì đoạn này thực sự là không có gì cả, làm cho nó làm video thì nó rất là dài. Anh em yên tâm là anh em chỉ cần đi theo quét, đi theo nhiệm vụ thôi, hoặc đi theo con tiên linh thôi là anh em sẽ đến được vị trí tiếp theo là con là gặp một NPC ở đây. Sau khi gặp được NPC thì nó sẽ cho anh em con pet này vào trong túi đồ. Và cái giai đoạn này thì cái việc đầu tiên mà anh em nên làm theo mình ấy để sau này giải đấu cho nó không gặp phải những cái ức chế, đó là anh em hãy đổi cái phím Z trên máy tính thành một cái phím khác xa cái tầm tay của anh em, xa cái nút control ra. Bởi vì khi mà anh em bấm control nó hay dính vào nút Z. Mình không biết đó, hay mình hay ấn dính lắm. Thì cả nút space đó nó làm cho cái quá trình giải đố của anh em bị gián đoạn là rất là khó chịu ha. Mình đã đổi nó thành cái nút dấu huyền, dấu ngã gì ở bàn phím ấy, góc trái ấy. Mình không chơi trên điện thoại nên mình không rõ là nó có gặp cái tình trạng khó chịu như vậy không. Nhưng mà đây là cách của mình làm, đây chỉ là cái gợi ý của mình thôi chứ không phải bắt buộc đâu. Ok anh em, con pet nó sẽ dẫn anh em đi vào một cái đường hầm rất là xa. Và ở trên đường thì có thể anh em sẽ gặp được một vài cái vật phẩm gì đó, nhưng mà cái đấy thì nó sẽ liên quan đến những cái giải đố sau hơn là cái này. Quét nó sẽ dẫn anh em đi tiếp, những cái chấm xanh nó dẫn anh em đi tiếp đến được cái thất tiên thần tượng. Và khi anh em chạm vào cái thất tiên thần tượng, anh em sẽ mở được cái khu vực bản đồ trên này. Và cái cây này thì là cái khu vực gọi là đầu não của cái bọn NPC này. Cuối cùng nó dẫn anh em đến vị trí của một tiền bối trong cái tộc của mấy con tiên linh này. Và đây là cái phần kết thúc của cái phần 1. Nó rất đơn giản thôi, anh em đừng lo lắng về cái giải đố trong này nhá. Gần như theo mình thấy là không có chút giải đố nào ở phần 1 này cả. Nó đơn giản là chỉ đưa anh em đi mở map thôi. Vâng, khả năng một cái nhiệm vụ để mở map cũng rất là hay. Vậy thì ở phần sau của video này thì mình sẽ chỉ anh em làm những cái mà có liên quan đến giải đố khác nhá. Ok. Rồi, ok anh em. Ở cái vị trí NPC tiền bối của cái tộc này thì nó sẽ giao cho chúng ta hai cái nhiệm vụ. Mình sẽ làm cái văn kiện trước, mình sẽ bấm quét lên và đi theo cái quét thôi. Nó sẽ chỉ anh em đến một cái vị trí như thế này. Đây là cái vị trí mà mình đã mở sẵn cái điểm dịch chuyển rồi. Ok, khi đến vị trí chỉ định thì nó sẽ hiện ra một cái cắt cảnh. Và lúc này thì nó sẽ chỉ cho anh em cái vị trí của cái Kvarena khác, một cái con NPC. Và khi mà anh em kết thúc cái cuộc đối thoại của anh em ấy thì cái con NPC Kvarena đó nó sẽ đứng ngay cạnh cái chỗ anh em đang đứng luôn. Bây giờ thì anh em chỉ cần đi theo nó thôi là anh em có thể giải đố được cái khu vực này. Khi nhảy xuống thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ hiện ra một cái hướng dẫn chơi. Ở đây thì anh em hãy ấn phím điều khiển con pet. Mình vẫn đẩy phím Z. Nãy mình bảo anh em đổi thành phím nào thì anh em bấm phím đó. Đây lúc này là mình chưa nhận ra là cần phải đổi. Mình sẽ bay theo cái cành cây này. Nó sẽ tạo ra những cái gai và nó sẽ chỉ vào cái luồng khí màu tím đó. Bây giờ thì anh em cần phải nạp đạn cho cái con này thì nó mới có thể nhả bom được. Thì đạn nó là những cái quả như thế này. Anh em nhìn xung quanh ấy, đến đúng nó sẽ hiện ra hướng dẫn thôi. Sau đó ấn phím E trên máy tính thì nó sẽ hút cái năng lượng và anh em sẽ thấy quy có 80 điểm kìa. Sau đó giống như các cái trong live stream và hướng dẫn, anh em dò vị trí đứng ở phía trên của những cái cục bùn này, rồi anh em thả bom vào đầu nó. Rất vui đấy. Vui cho đến khi mà chúng ta đang thả bom mà bấm nhầm phím để hủy cái thuật biến hình pet.
Vâng, sau khi làm xong thì mình ấn hủy cái thuật biến hình path và đã xong cái khu vực đấy rồi. Tương tự như thế thì anh em cần phải làm lại các cái bước đi kích hoạt những cái gai này là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là đi nhặt cái quả nạp đạn. Và thứ ba là tìm những cái cục bùn để thả bom. Làm như thế thì anh em sẽ giải đố hết được cái khu vực này và anh em sẽ nhận được cả cái rương hiếm ở đây luôn. Bây giờ nó sẽ dẫn chúng ta đến cái địa điểm thứ hai. Tiện đây mình sẽ chỉ luôn anh em vị trí để đỡ phải tìm nhá. Mình sẽ quay camera lên trên và anh em sẽ thấy rằng nó đang có hai cái gai ở phía trên này. Mình sẽ đi cái gai bên tay phải lên trước. Thực ra không cần phải đứng gần quá đâu anh em, nó vẫn thể kích hoạt được. Quan trọng một điều là anh em không nên để cái vị trí nhân vật của chúng ta cách quá xa cái khu vực giải đố nhá. Nếu xa quá thì cái con pet này anh em đang giải đố nó cũng sẽ bay trở về vị trí cũ, làm cho anh em mất thời gian lắm luôn đấy. Và cái cục bùn thì nó cũng nói sao nhỉ, cục bùn nó có thể di chuyển được anh em ạ. Đây, cục bùn di chuyển là thả rất hay bị hụt, lúc đấy là mình chưa biết. Vâng, như thế là chúng ta đã giải được cái phong ấn này rồi. Khi cái phong ấn nó giải thì con tiên linh nó cũng sẽ được thả ra luôn. Ở đây có 3 con tiên linh, 2 con bị khóa và 1 con bị nhốt trong cục đá. Vâng, tương tự như thế anh em cứ ngửa camera lên, anh em nhìn thấy có cái gai nào mà có 3 cái vòng xoay bay xung quanh ấy, là anh em nhảy lên tương tác với nó, rồi đi nhặt những cái quả nạp bom, thả bom vào đầu mấy cái cục bùn là ok. Sau khi làm xong anh em thấy quét nó nhảy đi theo cái con Kvarena lơ lửng ấy, thì anh em có thể đi theo. Còn mình thì mình chọn là quay ngược trở lại để giải cái dương hiếm này. Để giải cái dương hiếm này thì anh em nhìn từ xa đến anh em thấy rằng ở trên cái cành cây ấy, nó vẫn còn những cái gai mà xung quanh nó thì đang có những cái hạt bay lơ lửng. Và có con tiên linh đang bị khóa ở đây. Việc của chúng ta là chỉ cần tương tác nốt với những cái gai còn đang chưa giải phong ấn thôi thì anh em sẽ mở được cái rương. Đầu tiên là sẽ lùa con tiên linh lúc nãy về trước. Khi sử dụng góc nhìn nguyên tố thì anh em thấy rằng có một con tiên linh nữa đang bị khóa ở trong cái đám mây màu tím này. Đây là vị trí của cái gai còn lại để giải cái con tiên linh đang bị khóa đó anh em. Anh em chú ý cả minimap, cả góc nhìn của mình, cả góc nhìn nhân vật của mình để xác định được vị trí của cái gai nhá. Ok, nó ở góc trái bên trên này và anh em nhớ là hãy điều khiển nhân vật đến gần cái vị trí của cái gai. Rồi hãy chuyển sang con pet. Bởi vì nếu không thì khi anh em đi xa quá nó sẽ hủy cái thuật này. Vâng, khi đã xác định được vị trí của cái gai rồi và biết cách giải đố ở trong khu vực này rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần đi hái quả, thả bom. Đó là tất cả gì anh em cần phải làm. Cái góc này thì nó hơi thấp một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể hạ vị trí của cái con pet xuống. Vâng, thế là anh em đã giải được cái con tiên linh ở trong cái đám khói còn lại rồi. Sau khi lùa con tiên linh này về, dùng góc nhìn nguyên tố anh em sẽ thấy là nó sẽ chỉ đường đến cái cục đá lấp lánh ở trên kia. Để phá được cái cục đá đó thì cũng tương tự thôi. Đó là anh em biến thành con tiên linh, biến thành con pet. Rồi anh em đi thu thập năng lượng và thả bom lên đầu cái cục đá. Thì con tiên linh còn lại nó sẽ chui ra và lúc đó là đã đủ 3 con tiên linh. Cái rương hiếm nó sẽ mở ra. Chúc mừng anh em đã nhận được rương hiếm. Ok anh em, sau khi mà anh em lấy được cái rương hiếm xong ấy mà anh em không em quên mất là đi theo cái con NPC ấy. Nó đã đi lên cái khu vực này rồi mà khi anh em đi lên cánh cửa này anh em không vào được thì chứng tỏ là anh em đã đi sai đường nhá. Mình cũng bị mất một lúc thời gian đấy. Nó sẽ báo là khi anh em đi xa NPC quá nó sẽ báo là đi tìm cái con này này. Và nó sẽ khoanh một cái khu vực minimap ở trên này. Nhưng mà thực sự là tìm rất là khó. Nó có một con đường nhỏ, đường mòn ở đây này. Vâng, phải đi vào đây nhá. Đây, đây chính là cái đường đi. Thực ra là spam V, spam T bảo là dễ. Nhưng mà nhiều khi nó cũng ngoắt nghéo lắm anh em à. Ok, cái con ma nó đã dừng ở đây rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào trong cái đường nhỏ này nhá. Sau đó thì khi đi vào trong hang anh em sẽ thấy là có một cái con Kvarena nó đang bị cái khói tím nó phong ấn. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa tương tác với nó được. Anh em cần phải đi theo đúng cái minimap. Đến đúng vị trí thì nó sẽ kích hoạt một cái cắt cảnh. Và lúc đó thì anh em mới có thể giải đố các thứ ở trong đây được. Anh em chạy vòng vòng một lúc đến đoạn cắt cảnh là đúng. Đây này. Vâng, trong này thì nó xuất hiện một con NPC nữa. Nhưng mà nó cũng bị cái khói tím ấy nó bao phủ. Chúng ta cần phải giải đố để giải phóng cho NPC này. Thì bây giờ dễ rồi, anh em chỉ cần ngửa camera anh em sẽ nhìn thấy có những cái nói chung là xoay xoay này nó chỉ anh em ấy.
Và mình biến thành con pet bay lên rồi tương tác với nó thôi anh em. Lần này thì nó còn ngắn gọn hơn cả những cái giải đấu trước. Đó là anh em chỉ cần đấm nhau với quái thôi. Quái gì? Xong rồi, cái này không cần phải thả bom mà anh em chỉ cần đánh quái thôi là ok. Sau khi NPC nói chuyện với nhau xong thì quest nó sẽ nhảy và nó chỉ cho anh em đi lên trên cái khu vực này. Đây có một con dốc đi lên. Ở đây có hai đường, một đường bên trái và cái đường đi lên ở bên phải. Cái chỗ mà có cái con cái cục xanh xanh ở đấy, anh em đi vào đây thì anh em sẽ nhận được một cái nhiệm vụ nhá. Nó là ở cái vị trí khi mà đi làm nhiệm vụ văn kiện thì nó sẽ nhận được cái nhiệm vụ liên quan đến một NPC họa sĩ ở Fontaine. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ đấy nó không liên quan đến cái quest này nên là mình sẽ để sau nhá. Sau đơn giản là anh em đi theo cái con dốc rồi đi lên đuổi theo NPC thôi. Ở đoạn cuối đường nó có một cái chốt chặn, nhưng mà dọc đường cạnh cái chốt chặn thì lại có một cái cục năng lượng xanh. Anh em chỉ cần nhặt nó anh em sẽ mở cửa được, thế thôi. Như thế là chúng ta đã đi qua được cái đường hầm này. NPC sẽ nói chuyện ở đây một lúc và nó sẽ có hai tùy chọn. Một cái là hẹn gặp lại sau và cùng đi, thì anh em chọn cùng đi nó sẽ dịch chuyển anh em trở về cái chỗ cái cây ấy, trở về trụ sở đầu não của bọn NPC này. Còn nếu như anh em không chọn cái cùng đi, anh em ở lại thì anh em có thể giải dương hay là khám phá cái gì tùy anh em. Mình chọn là cùng đi để về cho nó dễ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ văn kiện rồi. Bây giờ chỉ cần đi giải cứu nốt một con NPC nữa trong cái đống này. Hy vọng nó sẽ ngắn gọn thôi anh em. Thực ra là mình có thể tiết lộ cho anh em một chút về cái nhiệm vụ tiếp theo nếu như anh em chưa làm tới. Đó là cái nhiệm vụ âm thanh thức tỉnh đấy, nó cũng rất là thú vị. Theo mình nó thú vị hơn cả phần này nữa. Tuy nhiên thì để cho nó ngắn gọn và xúc tích thì mình sẽ kết thúc cái video Cobra Arena của Thiện và Ác ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong cái video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và chúc anh em làm nhiệm vụ thành công nhé.